Tôi sẽ có một vài những câu hỏi và Phương Khánh sẽ phải trả lời nhanh nhé. Vòng eo nhỏ nhất của Khánh? 58. Môn thể thao yêu thích? Gym. Bữa ăn hàng ngày? Thịt gà. Thử thách đáng sợ tại Hoa hậu trái đất? Không gì đáng sợ. Sợ nhất điều gì? Sợ mập. Tài năng ít ai biết? Có thể hát được tiếng cải lương. Hỡi phu tướng, cách tường thành phu tướng không thể nào thấy được. Giải thưởng nhan sắc đầu tiên của cuộc đời? Á hậu biển, Hoa hậu biển toàn cầu. Và cuối cùng là trở thành hoa hậu thì có mệt hay không? Cũng mệt đầu tiên nhưng mà vẫn có thời gian để nghỉ ngơi. Một điểm người ta thấy cũng đặc biệt là không thấy Khánh mang chiếc vương miện về nước, không biết có một lý do gì? Giá trị của vương miện rất lớn, đó là điều đầu tiên. Và thứ hai là công tác an ninh cần phải được đảm bảo. Bởi vì nó không chỉ thuộc về một mình Khánh mà nó còn cho người tiếp theo nữa. Lần trở về Việt Nam tiếp theo chắc chắn sẽ có vương miện. Tại cuộc thi Hoa hậu trái đất thì ngoài tiêu chí về sắc đẹp thì trí tuệ, đồng thời là những hoạt động về môi trường thì cũng được đánh giá cao. Vậy thì khi Khánh trở về Việt Nam, Khánh sẽ thực hiện những hoạt động đó như thế nào? Ngày mai Khánh sẽ trở về Bến Tre để hoạt động từ thiện cũng như là giúp đỡ các những cái người già có hoàn cảnh neo đơn tại địa phương của mình. Và hơn thế nữa, Khánh cũng sẽ lập ra các kế hoạch cho về môi trường và cộng đồng trong tương lai. Khánh đang là du học sinh năm cuối tại Singapore, thì có phải chính vì việc du học đó khiến cho Khánh có một cái vốn ngoại ngữ tốt và tự tin để mà giao tiếp với mọi người hay không? Biết tiếng Anh là một điều lợi thế. Chỉ có khi mà mình nói và mình hiểu người khác đang muốn mình làm gì thì mình mới dễ dàng giao tiếp, trao đổi và mình hiểu được bản thân mình cần phải làm gì để mà đạt được cái thành công. Cái ngành học của Khánh là ngành học marketing, và cái điều mà Khánh thích nhất đó chính là trong ngành marketing đó chính là quảng cáo và mình đưa một cái thông điệp ra đối với các khách hàng của mình. Thì đó cũng là một cái lợi thế đối với Khánh để mà có thể quảng bá cho cuộc thi này cũng như là những cái thông điệp về môi trường mà Khánh muốn gửi gắm đến các bạn trẻ bây giờ. Thế nhưng năm nay thì lại có một cái vấn đề lùm xùm, đó là những cái thí sinh khác tố cáo rằng bị quấy rối tình dục. Thì quan điểm của Khánh về điều này như thế nào? Dựa trên trải nghiệm của Khánh, Khánh cảm thấy là Khánh được bảo vệ trong cái cuộc thi này, thì Khánh rất mong là kết quả điều tra sẽ có và những cái sẽ mang lại công bằng cho cả Hoa hậu trái đất và cả các thí sinh. Được biết Khánh cũng là một người cũng thích đi, thích trải nghiệm. Vậy thì bạn sẽ dùng cái khả năng của mình để quảng bá cho quê hương Việt Nam như thế nào? Điều đầu tiên mà Khánh nói tới chính là về ẩm thực của Việt Nam. Gia đình của Khánh cũng có gửi giống như là mì gói nè, rồi bánh mì nữa. Khánh cũng cho bạn cùng phòng về những người quản lý thí sinh thử và ai cũng thích hết. Vì sao Khánh lại mang bánh mì nè và mì gói để mà có thể là giới thiệu cho các bạn như là một cái nét ẩm thực của Việt Nam như vậy? Khánh rất là thích mì gói và bánh mì, cho nên Khánh nghĩ là mình những bạn khác cũng sẽ giống mình thôi. Cho nên mình cứ cho người ta thử đi rồi cho người ta tự cảm nhận thấy. Tất cả những cái hành động và những cái thông điệp của mình đều phải xuất phát từ trái tim để thu hút được lòng người. Xin được cảm ơn Phương Khánh về những chia sẻ của bạn và xin được chúc cho Khánh sẽ ngày càng tỏa sáng trên con đường mình đã chọn.